Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại giới thiệu cho các bạn thêm một kỹ năng cho con nữa trong quyển sách vải handmade mà mình đang làm. Thì ở trang sách này là trang dạy kỹ năng cho con về tham gia giao thông. Thì với trang trong khuôn khổ của một trang sách như thế này thì mình không thể dạy con được hết tất cả các kỹ năng. Tuy nhiên thì sẽ dạy con một số cái kỹ năng cơ bản khi con tham gia là người đi bộ tham gia giao thông nhé. Để cho những bạn mà mua sách về cho con ấy, thì các bạn có thể hướng dẫn con một cách chi tiết và hiệu quả hơn, sử dụng cái trang sách này hiệu quả hơn nhé. Thì giới thiệu qua về trang sách thì trang sách này thì mình cũng có một số cái kỹ năng, một số các đồ vật như là ô tô, đèn xanh đèn đỏ này, cây cối, đây là vỉa hè nhá, đây là lòng đường, đây là đèn tín hiệu giao thông, còn đây là hình người có thể đại diện cho con, có thể hướng dẫn đây, ví dụ như là con đang tham gia giao thông chẳng hạn nhá. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng trang sách này một cách hiệu quả nhá. Trước tiên thì các bạn khi mà nhìn vào trang sách này thì khi con và bạn cùng xem trang sách ấy, thì bạn nên giải thích cho con cái bản chất của giao thông hoặc và những cái rủi ro mà con có thể gặp phải khi tham gia giao thông. Cần phải nhắc cho trẻ cho con nhớ. Rồi ở trang sách như thế này thì các bạn có thể dạy con như sau nha. Các bạn giúp con nhận biết đây là đèn tín hiệu giao thông. Có đèn đỏ, đèn vàng và đèn xanh, các cấp độ khác nhau. Tiếp theo đây là phần là lòng đường dành cho xe cộ đi lại. Còn đây là phần vỉa hè nhá. Đây là phần vỉa hè này. Còn giúp giải thích cho con cái phần đường mà có những cái vạch kẻ trắng liên tiếp nhau cắt ngang qua lòng đường gần chỗ đèn tín hiệu giao thông, chính là phần đường làn đường dành cho người đi bộ nhá. Rồi khi mà dạy con thì các bạn chú ý là dạy con về phần đường dành cho con. Phần đường dành cho con thì các bạn chú ý là con sẽ chỉ được đi trên cái phần vỉa hè dành cho người đi bộ nhá. Còn ở dưới này lòng đường thì con không được phép đi xuống khi mà chưa có tín hiệu giao thông. Ví dụ ở đây thì có cả kết hợp cả các kỹ năng bóc dán nữa. Thì cái đèn tín hiệu giao thông này mình có thể bóc ra này. Đó, khi các bạn đặt đèn giao thông màu xanh, tức là xe cộ có thể đi lại. Các bạn có thể dùng tay để kéo cái phương tiện này qua. Đó, minh họa cho con thấy là khi có đèn xanh thì con phải đứng trên vỉa hè và không được băng qua đường. Rồi sau khi các bạn khi mà giải thích xong cho con đèn xanh, cái tiếp tục đến đèn vàng thì các bạn đặt đèn vàng vào đây. Đèn vàng thì các bạn giải thích cho con hiểu là lúc đó con vẫn chưa được sang đường, giải thích rằng đèn vàng chính là lúc mà tín hiệu để cho các xe cộ đi chậm lại. Đó, xe cộ đi chậm lại trước vạch đường dành cho người đi bộ. Rồi các bạn đặt đèn đỏ vào, tức là đèn đỏ là đèn dành cho con có thể sang đường. Lúc đó thì xe cộ sẽ dừng lại trước vạch dành cho người đi bộ. Thì sau khi mà đèn đỏ, có đèn đỏ thì các bạn phải dặn con là quan sát kỹ xem các xe cộ đã dừng lại hết chưa thì con mới được sang đường. Thì các bạn có thể dùng cái hình nộm này để giúp con hình dung dễ hơn là con có thể sang đường nhá. Đó. Và hơn nữa thì các bạn có thể kết hợp dạy cho con một số cái lý thuyết về an toàn giao thông ở trang này. Các bạn có thể tìm hiểu trên mạng hoặc là các kiến thức mà mình biết để có thể giảng dạy cho con. Ví dụ như là khi con qua đường con phải chú ý cả về phần nhìn và phần nghe, tức là nghe các phương tiện giao thông đi lại để phần tránh phần rủi ro khi con sang đường. Rồi nhìn và quan sát kỹ xem là có cái xe nào mà vẫn còn đang di chuyển thì con không được phép sang đường.
đó vân vân. Một số cái kỹ năng về an toàn giao thông cơ bản, hoặc là kỹ năng khi con ngồi lên xe thì con phải đội mũ bảo hiểm, ngồi xe máy thì con phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đèn đỏ thì phải dừng lại, đèn xanh thì được đi, đó một vài kỹ năng như vậy. Sau khi mà bạn dạy cho con phần lý thuyết ở phần trang sách này, thì lý thuyết thì hoàn toàn là trẻ có thể nghe, nhưng mà phần thực hành là phần quan trọng hơn. Nhưng mà trước khi đến thực hành thì chúng ta phải nắm rõ, nắm chắc lý thuyết. Thì sau khi mà cho con chơi xong, nắm rõ các kỹ năng, các lý thuyết về an toàn giao thông, thì các bạn khi mà mình, khi các bạn cùng con tham gia giao thông ấy, thì các bạn hãy lặp lại các kiến thức mà mình đã nói về trong trang sách này cho con, để khi mà ra tham gia giao thông thì con có thể hình dung một cách rõ hơn nhá. Thì trang sách này gồm cái kỹ năng tham gia giao thông như vậy thôi. Thì chúc các bạn có thể khai thác tốt cái khai thác tốt và hiệu quả trang sách này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha.